huyện Nghi Xuân vừa tổ chức gặp mặt doanh nghiệp doanh nhân nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Cùng dự có Bí thư huyện ủy Phan Tấn Linh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nguyễn Hải Nam, cùng các ủy viên Ban thường vụ huyện ủy và lãnh đạo các phòng ban của huyện. Từ đầu năm đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng đội ngũ doanh nghiệp huyện Nghi Xuân vẫn có những bước phát triển mạnh mẽ về lượng và chất. Đến thời điểm này, trên địa bàn huyện có 355 doanh nghiệp, trong đó có 150 doanh nghiệp hoạt động đạt hiệu quả kinh tế khá cao. Đến thời điểm hiện tại, tổng thu thuế từ các loại hình trên địa bàn huyện đạt 75 tỷ đồng, trừ tiền sử dụng đất. Trong đó, tổng số thuế thu từ doanh nghiệp, hợp tác xã đạt 15 tỷ đồng. Các doanh nghiệp, doanh nhân đã có nhiều chuyển biến tích cực, năng động sáng tạo trong việc tổ chức sản xuất, tiếp cận thị trường, kết nối kinh doanh thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước. Bên cạnh đó, những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp huyện Nghi Xuân cũng rất quan tâm và có những đóng góp quan trọng trong các lĩnh vực an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới với nguồn đóng góp 137 tỷ đồng, thay mặt lãnh đạo huyện nghi xuân chủ tịch ủy ban nhân dân huyện nguyễn hải nam đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn trong thời gian qua đối với sự phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà chủ tịch ủy ban nhân dân huyện khẳng định huyện nhà sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ cải thiện môi trường đầu tư tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính thực hiện cơ chế một cửa liên thông và mô hình một cửa điện tử hiện đại nhằm giảm tối đa các thủ tục, rút ngắn thời gian trong giải quyết công việc với tổ chức, công dân doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển toàn diện, đạt hiệu quả cao nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cũng mong muốn các doanh nghiệp, doanh nhân, các hộ kinh doanh cá thể tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò tự lực cánh sinh và đoàn kết trong cộng đồng doanh nghiệp, năng động, chủ động tháo gỡ khó khăn, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị sản xuất góp phần vào sự phát triển của huyện. Tại buổi gặp mặt đã có 34 doanh nghiệp hợp tác xã và 8 cá nhân kinh doanh đạt thành tích cao trong thời gian qua được tôn vinh khen thưởng.